chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Mọi người biết là tại sao hôm nay anh em mình lại có mặt ở trong cống nào? Lạnh thế. Nói chung là hôm nay mưa gió quá mà cái biệt thự là biệt thự trong bụi mận gai của ở anh em mình. Ở chỗ này bịt à? Ừ, nào không mưa vào. Bịt thôi. Chứ không nó rỏ hết vào đây à? Là biệt thự trong bụi mận gai của anh em mình chưa kịp xong thì nó trời nó đổ mưa thế nên. Mưa rào rào trong chỗ trời. Chuyển về cống đây. Đấy, rồi. 23 giờ nói chung là bây giờ tầm gần hết ngày thứ cuối cùng ngày gần cuối cùng rồi. Anh em mình chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là có thể là có thể thoải mái trở về với xã hội đấy. Hết 14 ngày giờ tình hình là hết cái để ăn đêm rồi mày đi ra kiếm ít. Sấm lúc đùng ấy. Thay em nhịn đói chứ rồi xá nồn. Nếu mà không có sấm là tạo gì đấy. Giờ mình đi soi cá. Anh không thế. Nghe được mình kêu anh cười một cười. Ốm 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 ốm. Wow, bây giờ mà thì... Ui sao tối nay em đúng đóm ấy nhỉ. Chiều chiều có một bạn ấy gửi cái gì cho mình thế này. Đấy. À, nói chung là lúc chiều có một bạn tên là Khánh Nguyễn cái gì ấy, gửi tặng anh em mình một cùng cái gì? Anh sờ cai à? Có mà sờ cù ấy, sờ cai, Khánh sờ cai cái gì? Ôi thế? Cái gì ấy? Gửi tặng anh em mình mà đến nỗi anh em mình ở cái cống này lâu rồi anh shipper còn ship một phát ra tận đây không cần gọi cơ mà. Chiều. Ôi sao anh lại biết ở đây nhỉ? Khéo mà anh hôm. Gọi điện. Gọi điện đâu, ship một phát ra tận đây luôn. Hỏi thăm ra tận đây luôn được, giỏi thật. Đây là mình ai cũng biết là anh em mình ở ngoài nơi. Cái này là kiểu như nó là rong nho mọi người ạ. Nho. Ăn thử không? Có. Coi như ăn đêm, anh em mình ăn đêm. Đói rồi mất cho chả ăn, mình ăn được không? Từ từ. Chú Chi phải cái này chưa nào, xem nào, hướng dẫn sử dụng thế này. Ngâm trong vòng khoảng 3 phút với nước để hồi phục trạng thái xanh tươi và vớt ra trong chén. Anh đừng vớt đi ạ. Thì vớt ra dùng ngay. Dùng rồi được, ngâm nước. Ngâm luôn vào đây rửa mà thôi. Mình phải hứng nước mưa đã mọi người ạ. Lấy nước mưa cho sạch hơn. Nước này nó qua kia rồi. Đúng rồi. Con nó bắn ra tất cả em rồi. Hứng ít thôi, không thân nhiều đâu. Thế này được chưa? Được rồi. Cho vào đi. Ngâm thử xem nó thế nào đã. Cho mấy gói vào. Thì bóc đi. Anh sột sệt thế nhở. Nhiều phết anh nhở. Ây, hay lắm. Cái gì đấy? Nó như kiểu hạt nở ấy. Dài đấy. Nhìn nó hay đấy nhở. Mặn là mặn mặn kiểu gì ấy mọi người ạ? Nó nở lên rồi. Ở trong này thì nó mặn. Mà ngâm ra nước thì nó kiểu như này này. Đây này. Hình như là phải ngâm hình như ngâm nước để cho nó hết mặn để sao ấy. Thả vào nổ nhanh lắm. Đây nổ chưa gì đã dài vừa rồi này. Bước, còn hai ăn thì to này. Bước 1 ngâm rong nho trong khoảng 0,8 lít nước để sạch trong khoảng 3 phút. Để rong nho hồi phục trạng thái xanh tươi. Bước 2 vớt ra. Ngâm vào nước đá lạnh. Để 5 phút. Làm gì có nước đá. Xong rồi rửa nước mặn. Rửa nước tiếp. Xong rồi dùng. Đấy. Ui. Đây. Nước dùng đây, mày cho ra bát đi. Nước dùng. Cho ra bát đây. Ok. Nó mặn mặn cái gì mọi người? Không biết cái nước này ngon không nhỉ? Anh nhỉ?
Từ từ hứng hứng thêm tí nữa. Kiểu sốt này. Sốt. Đây này, cho mọi người xem này. À, lúc vừa bóc ra thì nó thế này. Đấy, mọi người xem thấy đâu, nó hơi tối nha mọi người nhé. Lúc sau thì nó như thế này. Đấy. Sao cảm giác nó lừa bịp khán giả ghê ấy nhỉ? Vì khi mình xem ở trên tivi ở nước ngoài người ta ăn rong nho này, nó to mà nó đấy lắm, hay là tí nữa nó nở to nhỉ? Em nhìn thấy người ta to mà ăn ngon nhỉ? Rộp. Thôi được. Xuống đã. Thôi, chừng này thôi. Nốt mà thử xem đi. Thử xem ăn được không, không tao gửi lại cho chủ cũ. Ồ, đúng rồi. Nhưng mà anh có địa chỉ không? Gửi cái gì phải ăn được. Có đấy. Ôi, nó nở ác lắm này. Để khoảng 3 phút xem thế nào nhé. Em có nhiều nước sốt rồi nhé. Siêu trộn sệt này. Rồi, dọn đi. Dọn đi lấy chỗ ăn này. Sắp chén rồi đấy. À, mày hướng thêm tí nước mưa nữa. Ừ, anh hướng đi. Đấy đi, tao dọn. Em đang cho nước sốt trộn sệt vào. Thì mày dọn nhá. Ok, để em dọn nó. Ui. Mai nó chẳng nở anh nhỉ. Hình như nó chỉ được thế này thôi. Để chi tiêu đấy, em thấy trong tivi nó to lắm mà. Ở đây mọi người, nó chỉ được là như thế này thôi. Nói chung là anh em mình không có nước đá, nó bảo trong hướng dẫn nó bảo phải có ngâm với nước đá. Và anh em mình ngâm với nước đá mưa luôn. Đấy. Gọi là nó chỉ nở được như thế này thôi. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem là cái món rau cỏ này thế nào. Đấy thôi đấy. Chẳng ăn thịt thì ăn chuyển sang ăn rau. Từ từ xem nào. Đúng nhiều phát đấy anh nhỉ. Trước đây mấy gói nhỉ? Dài ra 3 phần gói. Chỗ anh em mình để ăn thử mấy cái này. Còn nếu mà mai mà không kiểu như ăn được, mà mai mà vẫn còn mưa, anh em mình sẽ cho lên xào nữa. Đặt cá xào với rau biển. Ôi, à. cá suối nấu với cả Dông biển. Nếu mà đấy, tại vì mình thấy nhá, lúc đầu nó bé tí tí thế này, mà ngâm nước nó sẽ nở ra được được rất là to như thế này. Thì kéo anh em mình ăn cả nước anh nhỉ. Thế mình nghĩ là nó sẽ hút nước ở vào trong cái này. Thì mai kiếm cái gì nước gì lạ lạ cho nó ngâm nó vào đấy nhỉ. Đúng rồi. Ta mai hút đấy về mua coca. Đấy. Mưa gió thì tình hình mưa gió này căng thẳng quá mọi người, không chống được. Đây là món kia đây cho mọi người xem hẳn. Đây, để cho mọi người xem hẳn. Tối này là tối này rất khó để cho mọi người có thể xem được. Đây mọi người, đây là món rong biển được các bạn fan tặng nhá. Chắc thấy anh em mình gọi là chết đói rồi này. Chết đói khổ sở ngoài cống này nên là tặng anh em mình á. Cái này nhìn như quả trứng ấy nhỉ. Thử đi xem nào. Nhìn như kiểu trứng cá ấy. Đấy, mình cũng chưa ăn thử bao giờ. Ăn một giây, cầm tay nó mới hoành tráng. Ờ. À, thử đi. Như kiểu là trứng con cóc ấy, một giây ấy. Giòn thế nên tao nghe giòn đấy. Ăn được không? Nó không có vậy, anh như trứng cá ấy. Đúng không? Thế nào? Cái này em không thấy vị gì đâu, thấy những vị này ngon này. Ừ. Vị nước chấm rồi. Ăn riêng nhá. Ăn 12 cái rồi đi. Vị nó béo béo ấy, đang tanh. Tanh à? Ừ. Thôi để tao thử xem nào. Vị tanh tanh của biển ấy. Ờ, để tao thử xem nào. Vị tanh tanh anh ạ. Anh vị trứng cá ấy. Đó, mình sẽ thử một miếng riêng á. Chấm không phải chấm, ăn thử nha. Nha mọi người nha, rong biển nha. Nổ xuống mồm nha. Cộp. Tanh nhỉ. Nhưng chấm với cái này ăn lại ngon nhé. Đây ăn thử nhiều nữa. Chán ra mùi gì luôn. Sao thấy nó nhớt nhớt. Tanh. Hay là trứng cá. Tanh không phải. Để em cho chấm vào này. Wow. Nhớt nhớt kìa. Hay là nước mưa.
Không phải đâu. Hay là ngâm nước mưa, nước mưa sạch lắm, nước mưa chúng mình thề luôn là quá là sạch luôn. Tại vì nhà mình ăn uống, ngày trước ăn uống nước mưa suốt ấy. Có sao đâu. Ăn thử đi thôi. Béo. Đâu thử nào. Thử một miếng to to nữa cho nó rõ mọi người. Nếu mà không mưa thì giờ này anh em mình đã làm xong cái biệt thự ở trên Bới Mụn kia rồi. Là sẽ kiếm được khối đồ ăn lên đấy rồi. Đúng, trên đấy nhiều đồ ăn rồi. Không phải rồi. Căn bản mưa không thì cũng đi bắt ếch được đấy, soi ếch được đấy, nhưng mà sầm trước. Đóng mưa không ra, đóng ra. Bây giờ là còn đỡ đấy, lúc chiều tối, úi dồi, không dám thò mặt ra khỏi đây. Ăn cấm nhiều quá không? Ngon không? Ngon hơn tí nhỉ? Nhỉ? Hả? Ngon không? Không ngon à? Tao cứ thêm nó thế nào? Nhưng vẫn ăn được. Nó hơi ngay ngái nhỉ? Hay là biển nó thế? Cái nước chấm này cũng không ngon. Hay là vịt biển nó thế mọi người nhỉ? Thứ nhất là nó... Ai được ăn nó mà biết. Nó hơi ngái ngái một tí. Hơi nhớt nhớt một tí. Và nó chả có cái vị gì. Có vị tanh, tanh cá. Ăn mà thấy nó tanh ngấy. Này ngửi tặng, tặng hải sản kìa, tặng tặng dân biển. Tặng gì chẳng được. Ừ, đúng không? Nói chung là cảm ơn cảm ơn bạn đã tặng anh em mình. Chết đói em đòi chơi gốc. Nói chung là cũng được, ăn ngon. Ăn đi. Ăn mà. Thôi cố ôm bụng sáng mai dậy đi kiếm vị ăn. Đâu điện thoại cho đâu? Rồi. Mấy giờ rồi? Ai à? Không được 31 rồi. Cũng không được 31 ngày 14 tháng 4 rồi. Căng rồi. Mà chả buồn ngủ tí nào bây giờ hay là ra ngoài hay là mọi người có thích đi xem bắt ếch không? Thôi. Lắm đông đóm lắm. Đông đóm gì trời mưa mà đông đóm. Có mà. đông đóm đấy gọi là đông đóm gì nhỉ? Đông đóm tưởng tượng. Nó đấy ấy, tưởng tượng đông đóm ma ấy. Mắt xanh mắt đỏ. Mắt xanh mắt đỏ. Thử chấm nước chấm tới của anh em mình kìa. Em thử miếng. Thật ra cái món này mình nó thật là khả năng nếu mà ai mà cho ấy, thì cố gắng nhận thì chứ mua là không chơi được món này. Tay cần ngái nước. Đây nước chấm của nó đây mọi người. Nếu mà cái nước chấm này cũng khá là ngon, cũng ăn được. Nhưng cái rong biển thì à, để mình xem lại không? Xem rong biển, xem cái loại này à, người ta ăn cái mạng ấy. Đấy, người ta ăn rong biển như thế nào mà của anh em mình lại đâu? Đây. Đây. Đâu? Đây xem nào, xem giống không nhá, mọi người xem giống không nhá. Bạn anh kém đấy. Mà quế quá ải. Mình phải ăn qua hết cái ngày hôm nay. Ơ giống của anh mình mà. Cho nên mình phải ăn trong nhà đó mọi người. Đấy. Có thấy giống. Giống của anh em mình mà. Sao không ngon nhỉ? Mọi người biết sao không? Sao ở Nhật mùa hè nó nóng á. Mụn này và ăn ngon đấy nhỉ. Mụn á thì nổi lên á thì lâu lần mà nổi cục nào cục nấy bự cho má luôn. Ăn khôn 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 vậy. Khoái miếng ăn em giỏi lắm. Hay là mình ăn miếng chưa đủ to. Anh thử đi. Ăn đúng như kia nhá. Ăn đúng như bên Tây họ ăn. Đúng rồi, đúng như rồi. Từ từ. À cứ phải hết sức bình tĩnh mọi người ạ. Ăn đúng ăn phong cách cứ phải là kiểu đây. Căn bản là cũng hơi đói thật. Tối nay vừa được mấy con tép chén thôi. Không ngờ trời nó mưa. Đói mà thức dậy lại đói. Nói chung là anh em mình đã thành công rồi.
ngủ nốt đêm nay ở đây thì ngày mai là gọi là trở về với xã hội rồi. Ui bẩn đấy, bẩn tê, ăn uống bẩn đấy, ăn nhiều quá không ăn được, không ăn được không chơi được. Nói chung là cái này không biết để dùng làm gì chứ khả năng là ăn cả sống ngon hơn nhỉ. Hay là mai làm tí gỏi nhỉ, gỏi ngon hơn, ăn gỏi cá ngon đến nơi nhiều mình nó tắt ra. Nói thật nhá, cái này ấy so với gỏi cá ấy tuổi tí chuẩn luôn, không được. Nhưng mà bỏ thế này thì phụ phụ tấm lòng của bạn ấy, có mày cố gắng ăn nó thì đói mà. Rồi ăn đi. Không. Ăn đi. Thì nữa ăn, em ăn đi bây giờ tao đi tao bắt ếch cho mày về ăn. Thế em ở đâu mình à? Ở mình đó. Thôi nhịn đói cũng được. Mà bây giờ bắt về cũng không thể nhóm được lửa mà nấu. Nhóm lửa trong này là chả khác gì hun chuột luôn. Nói chung là hơi căng đấy. Khả năng thôi. Đi dốc, đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ... Ngủ nhưng mà anh không được ngáy đấy. Em giật mình, em dậy, em lại lại thấy đói tiếp ấy. Ngủ với một mẹ đến sáng ấy. Cái rong nho nó thật sự là... không chơi được mọi người. Như hạt nho nhỉ? À, đúng đấy, đây mọi người nhìn rõ này. Ui, hơi mờ, vẫn hơi mờ đúng không? Cho nó nét một tí nào. Wow. Mẹ ơi, anh bóp vào nước nó chỉ ra này. Thôi, ngày mai anh em mình sẽ... lên trên kia làm nốt cái nhà kia để trời cả mưa. Anh em mình cũng sẽ phải hoàn thành trong cái biệt thự trong bụi mận gai của anh này. Gọi là gì nhỉ? Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Đấy. Để anh em mình sẽ có thể hoàn thành được gọi là 14 ngày 14 ngày cái gì nhỉ? Cách ly. Đấy, 14 ngày kia là anh em mình sẽ ok, sẽ về nhá. Về nhá. Điều đầu tiên mọi người biết anh em mình sẽ làm gì không? Việc đầu tiên ăn no, làm một bữa gỏi cá ăn cho nó gọi là hết giờ luôn. Và sẽ làm một cái gì đấy gọi là cho mọi người làm cái gì đấy siêu to khổng lồ nữa để cho mọi người cùng thưởng thức cùng nữa. Giả dụ như bây giờ còn là lên gặp mà bạc tiền này, ông Tấn này, rồi mọi người hàng xóm xung quanh này bắt đầu trở về với xã hội mà. Như kiểu ra tù ấy. Thôi bây giờ anh em mình phải sắp xếp lại để đi ngủ một giấc đến sáng. Đi dốc. Bây giờ dốc thì chỉ có gọi là không thấy ông nhà đây thì gọi là khoảng tầm bao nhiêu phút nữa nhỉ? Phút đâu 6 tiếng nữa là sáng. Đó, trời sáng là anh em mình đi quê. À không phải đi về mà lên kia làm nốt đấy. Wow. Nói chung là rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã tặng anh em mình. Nhưng mà thật sự bây giờ anh em mình không biết làm nào với cái món này ăn thì... À đâu? Anh không quên, anh em mình không quên. Để đây để đây. Để cho nếu mà... Thôi cứ để đây đã. Biết đâu sáng mai ăn lại khác. Đúng không? Hay là ngâm luôn ở đây tí nữa, biết đâu sáng mai ra nó nở to lên nhỉ. Ừ. Nói chung là clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy đâu Ui. Anh không phải kiểu thế đâu. Bật điện lên người sẽ ngủ. Mọi người nghĩ sao khi mà bây giờ mình một phát mình tắt điện chạy về nhà bỏ thằng này ở đây. bỏ luôn nó ở đây nhá. Nào. Không. Bỏ luôn đấy nhá. Không. Cho nó. Em cũng về. Cho nó ở đây với mọi người này. Không. Mọi người trong TV. Đây. Không. Bỏ ra một bát chạy một bát về nhà. Này, không, nào về cùng về.
cho mày 5 lít ở đây. Không. Một đêm. Một tỷ. Thôi, nói chung là bây giờ chạy ra thì mưa chết mất rồi. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một tưởng bên dưới nha. Tại vì hôm nay nó mưa quá, thế nên là anh em mình không chui ra làm những cái clip thật là hay cho mọi người. Thế nên mọi người thông cảm nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Thôi, bây giờ anh em mình đi ngủ.